Xin thương cho các thánh nhân sớm được chữa lành và an ủi các gia đình đang gặp khó khăn thử thách. Xin cho lời chúng con thiên tôn cầu nguyện được tràn tới trái tim nhân lành của Chúa. Xin giảm bớt gánh nặng khổ đau và cho chúng con cảm nhận được bàn tay Chúa đang ân cần nâng đỡ chúng con. Lạy Chúa Thánh Thần là nguồn sức mạnh tình yêu, xin soi sáng các vị hữu trách và những người có khả năng, giúp họ sớm tìm ra phương thuốc chữa trị dịch bệnh. Xin ban cho các bác sĩ và nhân viên y tế sức mạnh của tình thương và thành quang đạo, luôn thần tâm thần lực phục vụ các bệnh nhân. Chúng con xin trao vào đôi tay từ mẫu của mẹ Maria những lời thân nguyện trong cơn đại nạn, nhờ lời Đức Mẹ chuyển cầu. Xin Chúa nhận lời chúng con. Amen. Kính thưa cộng đoàn, hôm nay thứ ba sau lễ Chúa Hiển Linh, lễ Thánh Gioan Numen Giám Mục. Trong thánh lễ hôm nay, xin cộng đoàn hiệp ý cầu cho linh hồn an tôn Trần Kim Doanh và xin bình an cho gia đình. Gia đình xin cầu cho linh hồn Phêrô Phan Ngọc Lan. Xin cầu cho đất nước Hoa Kỳ và toàn thế giới đêm nay và ngày mai được mọi sự bình an. Giờ đây xin mời cộng đoàn đứng và cùng hiệp dâng thánh lễ. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta và tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Tôi chân thành chào đón quý ông bà và anh chị em tới cùng hiệp dâng thánh lễ Chủ nhật Amen tuần thứ hai của mùa Giáng sinh này. Hôm nay xin quý ông bà và anh chị em cũng cầu nguyện đặc biệt cho linh hồn Phêrô Hà Huy Lăng, là người em của chị Xuân, anh chị Xuân đây mới được Chúa gọi về hình như ngày Chủ nhật.
nên hôm nay anh chị muốn xin quý ông bà và anh chị em trong cộng đồng nơi đây để dâng thánh lễ cầu nguyện cho linh hồn Phêrô. Trước khi chúng ta cùng hiệp dâng thánh lễ này, xin Chúa tha thứ những lầm lỗi mà chúng ta đã vấp phạm. Lạy Chúa Giêsu, Ngài là Hoàng tử hòa bình và chúc bình an cho chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Lạy Chúa Giêsu, Ngài là con Thiên Chúa và con Đức Trinh Nữ Maria. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Lạy Chúa Giêsu, Ngài là ngôi lời nhập thể và sự vinh quang của Chúa Cha. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta về cõi muôn đời. Amen. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng, chúng con nhận biết Đức Kitô con một Chúa xuất hiện như người phàm và mặc lấy thân xác giống hệt chúng con. Xin Chúa ban cho tâm hồn chúng con được đổi mới và trở nên giống hình ảnh Người. Người là Thiên Chúa hàng sống và hiên chí cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Bài trích thư thứ nhất của Thánh Gioan Tông Đồ. Anh em thân mến, chúng ta hãy yêu thương nhau, vì tình yêu bắt nguồn từ Thiên Chúa. Phàm ai yêu thương thì đã được Thiên Chúa sinh ra, và người ấy biết Thiên Chúa. Ai không yêu thương thì không biết Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là tình yêu. Tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta được biểu lộ như thế này: Thiên Chúa đã sai Con Một đến thế gian để nhờ Con Một của Người mà chúng ta được sống. Tình yêu cốt ở điều này không phải chúng ta đã yêu mến Thiên Chúa, nhưng chính Người đã yêu thương chúng ta và sai Con của Người đến làm của lễ đền tội cho chúng ta. Đó là lời Chúa. Ta ơn Chúa. Lạy Chúa, muôn dân nước sẽ thờ lạy Ngài. Lạy Chúa, muôn dân nước sẽ thờ lạy Ngài. Tâu Thượng Đế, xin ban quyền binh Ngài cho vị tân vương, trao công lý Ngài vào tay thái tử, để tân vương xét xử dân Ngài theo công lý và binh vực quyền lợi kẻ nghèo hèn. Lạy Chúa, muôn dân nước sẽ thờ lạy Ngài. Núi đem lại cánh hòa bình trăm họ, đồi rước về nền công lý vạn dân. Người sẽ bao toàn quyền lợi dân cùng khổ, ra tay cứu độ kẻ khó nghèo. Lạy Chúa, muôn dân nước sẽ thờ lạy Ngài. Triều đại Người đua nở hoa công lý và thái bình thịnh trị. Tới ngày nào tuế nguyệt chẳng còn, Người làm ba chú từ biển này qua biển nó, từ sông cả đến tận cùng cõi đất. Lạy Thiên Chúa, muôn dân nước sẽ thờ lạy Ngài.
Alleluia, Alleluia. Chúa đã sai tôi đi loan báo tin mừng cho kẻ nghèo, công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha. Alleluia. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng thầy. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi Đức Giêsu thấy một đoàn người đông đảo thì chạnh lòng thương, vì họ như bầy chiên không người chăn dắt. Và người bắt đầu dạy dỗ họ nhiều điều. Vì bây giờ đã muộn, các môn đệ đến gần người và thưa: nơi đây hoang vắng và giờ đã khá muộn. Xin Thầy cho dân chúng về để họ vào thôn xóm và làng mạc chung quanh mà mua gì ăn. Người đáp: chính anh em hãy cho họ ăn đi. Các ông nói với người: chúng con phải đi mua tới 200 quan tiền bánh mà cho họ ăn sao? Người bảo các ông: anh em có mấy cái bánh? Đi coi xem. Khi biết rồi, các ông thưa: có 5 cái bánh và 2 con cá. Người ra lệnh cho các ông bảo mọi người ngồi thành từng nhóm trên cỏ xanh. Họ ngồi xuống thành từng đám, chỗ thì 100, chỗ thì 50. Người cầm lấy 5 cái bánh và 2 con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng, rồi bẻ bánh ra, trao cho môn đệ để các ông dọn ra cho dân chúng. Người cũng chia 2 con cá cho mọi người, ai nấy đều ăn và được no nê. Người ta thu lại những mẩu bánh được 12 thúng đầy, cùng với cá còn dư. Số người ăn bánh là 5.000 người đàn ông. Tin mừng của Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Chào đón quý ông bà, anh chị em tới trong tuần thứ hai của mùa Giáng sinh thật vui tươi này. Còn ít ngày nữa chúng ta sẽ mừng lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa, rồi chúng ta sẽ phải lấy tất cả những trang hoàng của mùa Noel xuống để sửa soạn cho tuần thứ hai mùa thường niên. Xin quý ông bà và anh chị em cầu nguyện đặc biệt cho ngày Chúa Nhật, cũng như cho công việc sửa soạn làm những việc này, cũng như ai có thể được xin giúp một tay với ban lãnh đạo để chúng ta có thể gọi là dọn dẹp ngôi thánh đường được tốt đẹp sau chiều ngày Chủ nhật sau lễ 4 giờ chiều. Quý ông bà và anh chị em cũng vừa nghe qua tin mừng của Chúa, cũng như trong bài đọc 1 nói về tình yêu thương. Chính Chúa đã yêu thương chúng ta, đã sai con một người để cứu rỗi chúng ta. Nên mời gọi tất cả mọi người chúng ta hãy yêu thương nhau như Chúa yêu thương mỗi người chúng ta. Trong tình yêu thương, chúng ta sẽ tìm được niềm vui trong phục vụ, niềm vui chúng ta sống trong cuộc sống với nhau. Cũng như hôm nay chúng ta nghe qua trong tin mừng mà Thầy Phó Tế vừa loan báo với chúng ta trong tin mừng hôm nay. Người ta tới lắng nghe Chúa vì niềm vui, cũng như có lòng tin vào Chúa, lắng nghe Chúa một cách rất cặn kẽ. Chúa cũng rất lo lắng cho từng người, nên tới giờ Chúa đã nói với các môn đệ hãy sửa soạn bữa ăn cho mọi người tới lắng nghe lời Chúa. Thì các môn đệ nói rằng trong
cái bài tin mừng hôm nay, hãy cho họ ra đi về chứ làm sao có đủ đồ ăn mà để phân phát cho mọi người. Thì Chúa nói hãy có cái gì đưa ra cái đó, có 5 chiếc bánh, 2 con cá. Chúa ngước mắt lên trời cũng như dâng lời cầu nguyện, đã phân phát cho mọi người ăn, thu lại còn 12 thúng đầy, cũng như cho hơn 5.000 người. Đó là chúng ta nghe qua trong tin mừng mà chúng ta nghe hôm nay. Tôi cũng có một câu chuyện cũng chia sẻ với quý ông bà và anh chị em, vui vui kể chuyện cho vui, cũng lắng nghe lời Chúa để lời Chúa được thấm đồng vào con người chúng ta, để chúng ta tiếp tục phục vụ Chúa với tình yêu thương. Một người linh sư Anh rất là chăm đạo, là một người thầy rất giỏi, có một người sư huynh cũng như là sư con vậy, đưa hai sư ra ngoài để cũng như đi tĩnh tâm, để sau tĩnh tâm rồi coi xem ông sư nhỏ này có đắc đạo hay không. Thì ông thầy cảm thấy rằng ông sư con cảm thấy đã đắc đạo, nên vì vậy thôi để cho ông một cái lều với một bộ quần áo với cái lều ở gần bên bờ sông, rồi nói thôi hôm nay xuống tắm rửa nghi lễ rồi bắt đầu từ nay trở đi tu cho tốt lành. Cha cảm thấy con rất ngon lành rồi, con trưởng thành rồi, thôi để cho con alone. I leave you alone so you can do what you have to do and your spiritual life. Nên vì vậy ông sư master, ông sư thầy đi để ông sư con lại. Ông sư con nhảy xuống dưới sông tắm, thì khi tắm giặt áo thì thấy áo rách rồi tả tơi ra như vậy. Nói ông sư con nói, bây giờ chiếc áo rách như vậy thì bây giờ làm sao? Là tại sao chiếc áo rách? Tại khi mà ngủ ở trong cái lều thì có mấy con chuột, nên vì vậy có mấy con chuột xong thì nó cũng đói, như sư cũng nhịn ăn được, nó cũng nhịn, nên vì vậy nó đói quá, nó cắn mấy chiếc áo. Cái chiếc áo của ông sư có một chiếc thôi, nên nó cắn lỗ tùm lum hết, rách ra hết. Nên vì vậy xuống giặt áo, thấy áo rách hết, bảo bây giờ biết làm sao bây giờ. Nên vì vậy ông sư con đi vô trong làng, vô làng trong xin bà con, nói bây giờ áo của tôi rách rồi, cho tôi xin chiếc áo, tôi chỉ xin chiếc áo mặc vậy thôi. Rồi cho chiếc áo đi về lều trở lại mặc. Mặc xong thì chiếc áo xong á, thì bây giờ thì ông sư cũng lại đói nữa. Rồi bây giờ không làm gì ở lều vậy đói, nên lại đưa vô làng xin ăn. Trong khi xin ăn như vậy mà xin vừa đủ để ăn xong á, thì con chuột nó cũng đói nữa, nên phải làm sao xin cả cho con chuột ăn nữa. Cho con chuột ăn xong, con chuột nó lại cắn áo của mình. Nên vì vậy ông sư bây giờ bực mình quá, không phải tìm cái phương cách nào để mình được sự bình an. Nên vì vậy bây giờ mình gọi là nuôi con chuột, mà con chuột nó cắn áo của mình. Bây giờ mình cũng có áo rồi, rồi bây giờ lại vô xin dân làng nữa, làm phiền họ quá. Nên bây giờ phải tìm cách để gọi là được chiếc áo lành. Ông đi xin con mèo về, xin con mèo ở trong làng về, để con mèo nó đuổi con chuột đi. Nên con mèo nó về, thì con mèo nó còn ăn nhiều hơn con chuột nữa. Ông sư lại phải đi xin đồ ăn cho con mèo nữa. Nên vì vậy nên xin đồ ăn cho con mèo về. Rồi bảo chứ bây giờ cứ mà làm phiền dân làng, cứ vô xin đồ ăn rồi xin áo rồi xin cái này, mình đi tu mà như thế vậy thì sống nhờ người ta như vậy thấy kỳ quá. Nên vì vậy ông sư bảo bây giờ phải tính toán làm sao, chứ còn sống mà không được tự túc gì hết, lúc nào cũng dựa lên người này dựa lên người kia đủ là không được thích. Nên vì vậy nên bảo bây giờ tìm phương cách phải mua con bò về để gọi là mình cày ruộng rồi mình làm, rồi để mình có tiền rồi mình gọi là này kia, mua quần áo rồi mua đồ ăn nữa. Mua con bò về thì ông sư phải đi cắt cỏ về cho con bò ăn. Mới có đầu thì một con bò cắt cỏ thì ok, rồi này kia, rồi bây giờ con bò nó sinh ra nhiều con bò, nó ra một bầy bò luôn. Nên bây giờ phải mướn người để đi cắt cỏ, rồi lại phải làm này làm kia để cho con bò nó ăn, rồi này kia bò nó ra như vậy, rồi đi cày ruộng đi này kia được. Nên vì vậy nên ông sư trở thành bây giờ giàu rồi, không phải đi xin bà con nữa, không xin ăn nữa, không phải xin áo, không xin này. Bây giờ đi cày ruộng có công việc làm, rồi là một ông sư giàu, rồi trong ngôi nhà sang trọng rồi này kia. Bây giờ mình giàu quá rồi mà mình ở như vậy đó, bây giờ sao ông sư buồn quá. Nên vì vậy bảo thôi phải đi kiếm một bà, một cô nào về để ở, để gọi là hai người vui đổ này kia đổ. Nên về lại đi tìm một cô nữa về vui
vui này kia nên về sau ông sư thầy tới chối, nhưng mà thấy mà một cái farm mà bò rớt rồi lung tung hết rồi, gọi là rất là thịnh vượng này kia, với đi kiếm ông sư con của mình đâu rồi. Kiếm sư con ông kiếm thấy mà bây giờ một người tỷ phú nhà nông ở đó, nên vì vậy quý ông bà và anh chị em tôi không dám kể nhiều nữa tại dài dòng cái câu chuyện. Nhưng câu chuyện hôm nay Chúa đã làm ra cho bao nhiêu người ăn uống chỉ vì một chiếc áo, một chén cơm mà chúng ta phải lặn lội bao nhiêu sức, hết sức này sức kia tìm bù nội vương cách để sống. Nên vì vậy chúng ta là môn đệ của Chúa, chúng ta được mời gọi, Chúa cho chúng ta hết tất cả. Nên vì vậy nếu mà chúng ta không sống cuộc sống đạo đức thánh thiện thì chúng ta sẽ trở thành những người rất lo lắng về rất nhiều những công việc. Đó là một công việc là đúng rồi, chúng ta không muốn nhờ tới ai, đúng rồi chúng ta phải tự túc, đúng rồi chúng ta phải cái này cái kia, nên cuộc sống rất là nhiều những cái khó khăn trong cuộc sống. Nên vì vậy Chúa mời gọi chúng ta là những môn đệ của Chúa. Chúa cho chúng ta những của ăn tinh thần như trong thánh lễ này, chúng ta sửa sẵn lãnh nhận. Chúa hiện diện với chúng ta từng giây phút. Nên vì vậy nếu chúng ta muốn trở thành con cái của Chúa thì chúng ta sống đời sống đơn sơ, cũng như biết phó thác, cũng như biết sống như thế nào để được sự bình an thật sự. Xin quý ông bà và anh chị em đứng để chúng ta cùng dâng lên Chúa những lời nguyện sau đây. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho Đức Giáo Hoàng Francisco và các vị mục tử trong Hội Thánh luôn là ánh sáng chỉ đường cho nhiều người đến với Chúa nhờ đời sống cầu nguyện, hy sinh và khiêm nhường phục vụ. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Xin Chúa cho nền hòa bình và công lý được thực thi, cho nạn dịch bệnh được mau chấm dứt. Xin Chúa ban bình an cho thế giới và cho tất cả mọi người. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Xin Chúa cho các Kitô hữu, nhất là những người trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta, luôn biết sống yêu thương, phục vụ để loan truyền tình yêu, cứu độ của Thiên Chúa cho những người chúng ta gặp gỡ. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Xin Chúa thương xót đến những người Chúa đã gọi ra khỏi thế gian, nhất là những linh hồn có ý chỉ cầu nguyện hôm nay sớm được hưởng nhan Thánh Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Giờ đây chúng ta cùng cầu xin Chúa cho những người lầm lạc và những tội ngựa và tội lỗi biết trở về với Chúa, và dâng những tâm tình, những ý nguyện riêng trong lòng mỗi người chúng ta. Lạy Chúa, trong mùa Giáng sinh này chúng con hội họp nơi đây, xin Chúa ban muôn ơn lành trên những lời khẩn nguyện trên chúng con, nhất là những người đã mất đi những người thân yêu, cũng như những người chúng con đang gặp phải khó khăn vì đau yếu trong kỳ đại dịch này. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Lễ vần Giáng sinh năm nay con dâng lên Chúa biết bao tâm tình. Này là nốt trên nắng xanh, này là chén nho thơm ngon, con dâng lên Ngài đời con vẫn vỡ. Oh, con tôn thờ.
Anh chị em chúng ta hãy cầu nguyện để lễ vật của tôi và của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Chúa nhận hy lễ bởi tay Cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Chúa, xin vui lòng chấp nhận của lễ cộng đoàn chúng con dâng, và nhờ thánh lễ này xin cho chúng con được hưởng những hồng ân cao cả. Chúng con đang hết lòng tin tưởng cậy trông, chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha Chi Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hàng yêu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Thần là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Nhờ người mà hôm nay đã bừng sáng lên cuộc trao đổi làm cho chúng con được đổi mới. Vì khi ngôi lời của Chúa mặc lấy thân phàm mỏng giòn của chúng con, thì loài người phai trên không những được hướng vinh dự vinh cứu, mà nhờ việc tham dự kỳ diệu ấy, Chúa còn cho chúng con được sống muôn đời. Vì thế, hiệp với ca đoàn các thiên thần, chúng con ca ngợi Chúa và hân hoan tuyên xưng rằng: Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo binh, trời đất đầy vinh quang Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời. Chúc tụng đấng ngự đến nhân danh Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời. Lạy Chúa, Chúa thần là đương thánh, là nguồn mọi sự thánh thiên. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hóa những của lễ này, để trở nên cho chúng con mình và mau Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhập lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cùng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhậm lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vinh cứu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, vì vậy lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén kiêu đồ để tạ ơn Chúa
vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và mau được Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiến toàn hội thánh trong đức mến cùng với Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Tổng Giáo Mục Paulo của chúng con và toàn thể hàng giáo xin. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng khuyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vui hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hương sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh cả Giuse, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta giam nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cải sang, nương Cha trị nên, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an, nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đừng cứu độ chúng con. Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa. Chúa hàng sống và hiên tri muôn đời. Bình an của Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Lạy Thiên Thiên Chúa, đừng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đừng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đừng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con. Đây Thiên Thiên Chúa, đây đừng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Thiên Chúa. Lạy Chúa, con xin được vào nhà con.
sẽ lành mạnh. Lạy Đức Chúa Giêsu. Chẳng khác gì như Chúa đã ngự vào thần, thì con xin âm lấy cùng hợp làm một cùng Chúa cho trọn. Xin Chúa chớ để cho con lìa bỏ Chúa bao giờ. Amen. Bên máng cỏ hồn còn ngất ngây, tình con bé nhỏ kề bên tình Chúa, say sưa tâm chiêm biết mấy nỗi niềm, dâng theo sao đêm quá khứ xa vời, ngàn xưa trong đời vì sao cứu đời. Này đoàn ngôn sư đã tiên tri, giờ đây thôi mơ thôi ước, vì Chúa đã giáng sinh rồi. Dâng Chúa cùng nhạc cuộc tin kính, cùng nhạc của mến thương dâng tràn tựa như biển gió. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, khi chúng con giữ tiệc mình và mau Đức Kitô, Chúa đã thân hành đến gặp con cái Chúa, xin cho bi tích kỳ diệu này sinh hoa kết quả trong lòng chúng con, để hồng ân Chúa vừa ban tặng giúp chúng con sẵn sàng đón nhận những hồng ân khác nữa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Xin quý ông bà và anh chị em cầu nguyện đặc biệt cho buổi họp của những người đại diện chúng ta tối mai vào lúc 7 giờ trên Zoom. Đó là chỉ đặc biệt cho họ với trong ban lãnh đạo của địa phận. Hôm nay tôi cũng gọi để phó lội ấp. Tất cả những người nhân viên họ cũng còn đang đi vacation, nên họ nói họ gửi cho tôi cái agenda sáng mai sớm để tôi gửi ra cho tất cả mọi người trong cái state hall đại diện của chúng ta. Nên xin quý ông bà và anh chị em cố gắng cầu nguyện cho những buổi họp không những tối mai còn những buổi họp sắp tới, để dự tính trong tương lai giáo xứ mới của chúng ta như thế nào. Xin Chúa Thánh Thần hướng dẫn giúp đỡ cho họ để họ
cũng như quý ông bà và anh chị em biết, ở Mỹ này rất quan trọng là khi chúng ta bàn thảo lên chương trình, mà chúng ta đã lên chương trình rồi thì chúng ta sẽ có cái đường hướng đi nó dễ dàng. Đó là cái tập quán bên Mỹ này họ như vậy. Còn Việt Nam của chúng ta thì cứ mọi cái phó thác, nhưng mà Mỹ thì họ phải sửa soạn bàn tính rồi đủ mọi cái. Khi họ lên chương trình rồi thì chúng ta phải tự động mà sắp xếp mà làm. Nên vì vậy xin quý ông bà và anh chị em cầu nguyện cho những gì mà những chương trình nó có thể hữu hiệu cho tương lai của giáo xứ cũng như tất cả của mọi người chúng ta trong giáo xứ này. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phép lành cho anh chị em. Amen. Anh chị em sống lời Chúa được bằng an. Tạ ơn Chúa. Hát khen mừng Chúa Giáng sinh ra đời, Chúa sinh ra đời nằm trong hang đá nơi măng lừa. Trong hang Bethlehem ánh sáng tỏa lan tưng bừng, nghe trên không trung tiếng hát thiên thần vang mừng. Đàn hát sướng ca dư âm vang xa, đây Chúa thiên tòa giáng sinh vì chúng ta. Người hỡi đến xem, ôi Chúa giáng sinh khó khăn thấp nửa đêm mừng Chúa Giáng sinh ra chốn gian trần, người đem ân phúc xuống cho muôn dân lầm than. Nơi hang Bethlehem thiên thần xuống ca, Thiên Chúa vinh danh chúng nhân. Amen.
con tới đây dân mình. Chân thành dâng Chúa tâm lòng thờ kính. Đoàn con mong ước tháng năm sống đời. Chúa Giêsu đã không đến với loài người để điều khiển một cuộc tranh luận về hòa bình hay đề nghị vài giải pháp hấp dẫn cho một chính sách mới về hòa bình. Người đã hành động và đã vạch ra những con đường mới dẫn đến hòa bình. Người cũng đã ở giữa chúng ta như một tác nhân của hòa bình. Giờ đây, chúng ta nhắc lại những lời nói về những việc Chúa đã làm để nhớ lại nhân tác của hòa bình qua những đoạn phúc âm sau. Xin cộng đoàn chia làm hai và cùng đọc. Đây là người tôi chung, ta đã tuyên chọn. Đây là người ta yêu dấu, ta hài lòng về người. Người sẽ loan bao công lý trước muôn dân. Người sẽ không cãi vã, không kêu to. Chẳng ai nghe thấy người lên tiếng giữa phố phường. Cây lau bị dầm, người không đành bẻ gãy. Tim đèn leo lên chẳng nỡ tắt đi. Cho đến khi người đưa công lý đến toàn thắng và muôn dân đặt niềm hy vọng nơi danh người. Thần khi Chúa ngự trên tôi, vì Chúa sức vào tân phong tôi, để tôi loan bao tin mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức, công bố một năm hồng ân của Chúa. Tất cả những ai đang vân vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi. Tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy anh của tôi và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng, vì anh tôi êm ái và gánh tôi nhẹ nhàng. Khi anh sắp dâng lễ vật trước bàn thờ mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh, thì hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hòa với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình. Hãy yêu kẻ thù và làm ơn cho kẻ ghét anh em. Hãy chúc lành cho kẻ nguyền rủa anh em và cầu nguyện
lòng thương, vì họ lầm than vất vương, như bầy chiên không người chăn dắt. Bây giờ người nói với môn đệ rằng, lúa chín đầy đồng mà thơ gặt thì ít, vậy anh em hãy xin chú mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về. Xưa ta đói, các người đã không cho ăn. Ta khăn, các người đã không cho uống. Ta là khanh lạ, các người đã không tiêm rương. Ta trần truồng, các người đã chẳng thăm nom. Mỗi lần các người không làm như thế cho một trong những người bé nhỏ nhất đây, là các người đã không làm cho chính ta vậy. Mời cộng đoàn đứng. Trong trái tim Chúa bao ân cần, con xin được dạy con hồng ân. Là trái ngon, là trái ngon, những trái ngon dưỡng nuôi đời con. Là Chúa Giêsu, ngôi lời của Thiên Chúa đã nhập thể và sinh ra giữa những kẻ nghèo hèn để đem đến niềm vui và hòa bình Cha đã hứa ban. Chúng con chung tụng Chúa. Lạy Chúa Giêsu, chúng con chung tụng và ngợi khen Chúa. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã sống với Thánh Giô-xê và Đức Mẹ Maria, qua những công việc và cuộc sống thường nhật như mọi người tại thôn làng Nazareth. Chúng con chúc tụng Chúa. Lạy Chúa Giê-xu, chúng con chúc tụng và ngợi khen Chúa. Lạy Chúa Giê-xu, Chúa đã gọi những người thợ, những người đánh cá, những công chức và những người trẻ để trở thành người cộng tác với Chúa và xây dựng hòa bình, là công việc Cha đã trao phó cho Chúa. Chúng con chung tụng Chúa. Lạy Chúa Giêsu, chúng con chung tụng và ngợi khen Chúa. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã ưa thích tiếp nhận bên Chúa những người phải đau khổ vì sự kiêu ngạo của những kẻ quyền thế và thông thái, để mặc khải nước trời cho họ. Chúng con chung tụng Chúa. Lạy Chúa Giêsu, chúng con chung tụng và ngợi khen Chúa. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã tha thứ cho những tội nhân, đã kêu gọi những kẻ lầm lạc vào ngồi bàn tiệc nước trời, đã chữa lành các bệnh nhân và giải thoát những tâm hồn chưa biết Thiên Chúa.
Chúng con chung tụng Chúa. Lạy Chúa Giêsu, chúng con chung tụng và ngợi khen Chúa. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã vui mừng trước những cố gắng hòa giải, chia sẻ, liên đới, thông hiểu mà Chúa nhận thấy chung quanh Chúa. Chúng con chung tụng Chúa. Lạy Chúa Giêsu, chúng con chung tụng và ngợi khen Chúa. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã ban cho chúng con mình và máu Chúa làm của ăn cho cuộc sống mới, nguồn mạch của tất cả bình an. Chúng con chung tụng Chúa. Lạy Chúa Giêsu, chúng con chung tụng và ngợi khen Chúa. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã nói: phúc cho những ai tìm kiếm xây dựng hòa bình, và hứa cho họ được gọi là con Thiên Chúa. Chúng con chung tụng Chúa. Lạy Chúa Giêsu, chúng con chung tụng và ngợi khen Chúa. Lạy Chúa Giêsu, để gieo hòa với các tội nhân, trên thánh giá Chúa đã ban ơn tha thứ. Chúng con chung tụng Chúa. Lạy Chúa Giêsu, chúng con chung tụng và ngợi khen Chúa. Xin cộng đoàn cùng hát. Này con là đá, trên viên đá này Cha xây giao hội muôn đời kiên trung. Này con là đá, cho muôn sức hùng xa tan vây vùng không hề chuyển dung. Ta hãy nguyện xin cho Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Chúa gìn giữ người, tăng gấp sinh lực và ban cho người đời nay hạnh phúc. Đừng trao người cho ác tâm quân thù, đừng trao người cho ác tâm quân thù. Lạy Chúa là mục tử luôn gìn giữ chăm sóc đoàn chiên, Chúa đã chọn Đức Thánh Cha Phanxicô để kế vị Thánh Phêrô, đại diện Chúa Kitô lãnh đạo hội thánh trên trần gian. Xin giúp người trong sứ mạng nâng đỡ anh em, để người xây dựng tình thương, kiến tạo hòa bình, tăng cường hiệp nhất. Nhờ đó người sẽ tìm được nơi Chúa sự thật và sự sống muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Đây niềm tin vô cùng cao quý, nào chúng ta phụng bái tôn thờ và dấu tin ngàn dặm.
Chúa đã ban bánh bởi trời cho nhân loại. Bánh có đủ mọi mùi thơm ngon. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trôi lại cho chúng con bí tích huyền diệu mình và mau thánh Chúa, để chúng con đời đời tương như Chúa đã chịu khổ hình và sống lại vinh quang. Xin cho chúng con biết một niềm sùng kinh mến yêu bí tích kỳ diệu này, để luôn luôn được nghiệm thấy ơn Chúa cứu chuộc chúng con. Chúa hằng sống và hiến trí cùng Đức Chúa Cha và Đức Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen. Xin cộng đoàn đứng và cùng hát. Lạy Chúa từ nhân, xin cho con biết mến yêu và phụng thứ Chúa trong mọi người. Lạy thank you.
Chớ chớ bỏ lời chúng con nguyện trong cơn gian nan thiêu thốn được nữ đồng trinh hiển vinh sang lang. Chớ chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Lạy rất thánh trai tìm Đức Chúa Giêsu. Thương xót chúng con. Lạy trái tim cực thanh cực tịnh rất thánh Đức Bà Maria. Cầu cho chúng con. Lạy ông thánh Giuse là bạn thanh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh. Cầu cho chúng con. Nữ vương ban sự bình an. Cầu cho chúng con. Ca thanh tử vị đạo nước Việt Nam. Cầu cho chúng con. Lạy bà thánh Anna. Cầu cho chúng con. Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho các linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.